Văn Vũ và Văn Chính của Vĩnh Phúc chuẩn bị. Rất là hay chứ ạ. Người hay là hay đấy. Hai đô thay trang phục cả chưa? Nãy từ nãy rồi ông trả đầu người ta về đó. Xin giới thiệu Đỗ Công Hiếu của Tân Lập, người mang đai đỏ, gặp cấn tất binh của Thạch Thất, mang đai xanh, Liêu Kiệt Chính, trọng tài Văn Quan, cùng hội đồng trọng tài võ vật Nguyễn Văn Thường điều hành. Hai đô theo lệnh trọng tài chống xe đài. Và lần được các đây trọng tài thi đấu một trận đấu thật tư bực. Đây là cái nào, trọng tài đã ra ký hiệu, hai đô chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Và một tiếng nói của Công Hiếu. Phải nói là anh cũng rất thận trọng, mặc dù có thể cao hơn nhưng đứng về mặt trọng lượng thì có lẽ là hai đô này về ngang về mặt trọng lượng. Thế thì rất tiếc là với tinh thần thi đấu và cũng được rất nhiều các khán giả ba một tiếng nói là không rồi các Công Hiếu nào có làm cái răng lăng cho mình không, đã bắt được con tiếng nói nào có thể có lẽ nào không có và không có. Công Hiếu đang tìm hết trong bọn và Cắn Dân Linh cũng sinh trưởng trong một gia đình họ Cắn, và trong đó chúng tôi đã giới thiệu là có những kiệt tướng như kiệt tướng Cắn Tất Bình, Cắn Tất Quang, Cắn Tất Tâm, rồi là hai con cháu là Cắn Tất Dư, Cắn Thị Hồng đã tham gia ở huyện Đắk Lắk rất nhiều năm và giữ lại. 12 đôi ra ngoài tới, 12 đôi vào giữa thẳng trong vòng giao đấu tiếp tục trận đấu. May mắn đến với đội Công Hiếu sau 5 lần về nhì ở xếp vật Hồng Hạ. Đến nay Công Hiếu đã có vé thông hành để tham gia phá giải của đình làng Thỏ Láo năm nay. Và mời đội Công Hiếu
vào nhận vé thông hành. Số 14.